Thì anh Nhiên mến chào các anh chị cô chú ghé ghé like của An Nhiên, xem like của An Nhiên nha. Facebook càng ngày càng không có, đúng là cái website của Facebook hình như là đến thời kỳ để mà phá sản rồi hay sao á. Càng lúc càng không có một cái độ tương tác nào hết trơn hết. Có những khi á, những cái mà chia sẻ của mình á, đến 3 tiếng sau cái nó mới trôi đi được luôn. Cảm ơn ăn phôi khẹt nha. Chắc là người đồng bào đây, người đồng bào cũng vào xem An Nhiên livestream hả? An Nhiên mến chào lại tất cả các anh chị em tham gia xem livestream của An Nhiên thêm một lần nữa ha. Chúc tất cả các anh chị em trong mùa dịch Covid chúng ta cố gắng vượt qua và gia đạo luôn bình an nha. Hôm nay thì An Nhiên đọc rất là nhiều, trong thời gian vừa qua An Nhiên đọc rất là nhiều về các bạn ở ngoài đấu trường hay chia sẻ về cái tổ chức gọi là Freedom Freedom House. Thì các bạn đó luôn hỏi nhân quyền là gì, tự do ngôn luận là gì. Thì cái chủ đề này An Nhiên cũng nói rất là nhiều rồi. Và cái tổ chức Freedom House thực ra nó cũng chỉ là một trong những cái một trong những cái tổ chức của bọn Việt Tân, bọn chống phá đất nước Việt Nam mình thôi. Đội lốt nhân quyền để mà tham gia vào những cái chính trị của Việt Nam mình, rồi chúng mục đích của chúng là chỉ giống như là tìm một cái lý do nào đó để mà đè Việt Nam xuống trên thương trường của quốc tế mà thôi, chứ chúng cũng chẳng làm cái gì to tát hơn đâu. Bởi vì so về nhân quyền của Mỹ và nhân quyền của Việt Nam thì nó thực ra nhân quyền của Mỹ chỉ là một trong những cái lý thuyết, nhưng mà bây giờ trên thế giới ai cũng biết được Mỹ là cường quốc và đã làm những việc như thế nào, chuyên gia đi xâm lược nước khác rồi đóng quân tại một đất nước nào đó để mà thu tiền thuế, thu tiền này tiền kia. Rồi Mỹ cũng đã làm cho những nước khác, người dân của họ ngã xuống, máu rơi. Rồi có rất là nhiều người đã ngã xuống trong cái những trận chiến tranh giống như vừa rồi ở đất nước Afghanistan đó các anh chị. Thì nói thực ra thì Mỹ cũng không đủ tư cách để nói về nhân quyền với đất nước Việt Nam mình, đúng không các anh chị em? Tại vì nếu như Mỹ mà có nhân quyền thì họ không có làm những cái việc sai trái mà cả thế giới người ta đều nhìn thấy như vậy cả. Họ chỉ đặt ra nhân quyền để mà có một cái lý do nào đó làm một cái hàng rào để mà chèn ép một đất nước mà thôi. Còn nhân quyền của Mỹ, An Nhiên đã phân tích rất là nhiều trong 3 năm nay rồi. An Nhiên phân tích nhân quyền rồi tự do ngôn luận của Mỹ như thế nào. Đó, các anh chị cũng biết rồi. Tự do ngôn luận và tự do nhân quyền của Mỹ đó chỉ là dựa trên một trong những cái lý thuyết mà thôi, còn thực hành thì rất là khó. An Nhiên chào chị Bích Liên nha, chào lại tất cả các anh chị em ha. Thì thực hiện rất là khó, các anh chị cũng biết trong những buổi phiên tòa của Mỹ thì nhân chứng hoặc là bị cáo, nếu như bị cáo nói chuyện mà phấn khích quá thì vẫn bị dùng băng keo trong hoặc là băng keo gì đó dán bịt miệng bị cáo lại thôi. An Nhiên còn nhớ những năm về trước,
chúng nó Photoshop rồi chúng nó làm những cái việc, nhưng mà cái phiên tòa mà cái vị linh mục gì mà dám ở giữa phiên tòa chửi đảng và nhà nước rồi chửi luôn cả lãnh tụ Hồ Chí Minh của chúng ta đó các anh chị, linh mục gì an nhiên quên mất tiêu rồi, thì chúng nó nói là Việt Nam không có nhân quyền, Việt Nam không có tự do ngôn luận. Nếu như không có tự do ngôn luận thì cái vị linh mục đó không có thể nào mà được ăn nói vô phép vô tắc cái kiểu đó cả. Bởi vì Việt Nam có tự do ngôn luận thoái hóa quá cho nên là họ lạm dụng quyền. Họ lạm dụng quyền. Dạ đúng rồi, cảm ơn chị Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Thì cái hình ảnh Linh Mục Nguyễn Văn Lý sau khi tụi nó lan truyền lên mạng xã hội, nó nói là Việt Nam bịt miệng Linh Mục Nguyễn Văn Lý, đúng không? Nó nói Việt Nam bịt miệng Linh Mục Nguyễn Văn Lý, không cho ông ta phát biểu tại phiên tòa xử. Các anh chị có biết vì sao mà Việt Nam không không có thể nào mà để cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý phát biểu cái kiểu đó không? Tại vì ông ta quá hỗn xược. Ông ta nói chuyện, nếu như ông ta phản biện với một tư cách của một người cha xứ ăn nói điềm đạm thì sẽ không bao giờ bị những cái điều đó cả. Nhưng một người cha xứ đứng đầu cả một cái tòa giám mục như vậy, một một cái nhà thờ như vậy, mà ông ta lại phát ngôn, cái câu phát ngôn của ông ta có thể làm ảnh hưởng tới rất là nhiều tầng lớp, rất là nhiều tầng lớp khác. Ông ta đang sống trong một chế độ mà ông ta phỉ báng đảng và nhà nước. Ông ta dùng những câu từ rất là gọi là vô văn hóa. Nó không có đúng chuẩn mực của một người linh mục. Một người linh mục thì chỉ có thể giảng về đạo đức con người, về đạo lý làm người cho các con, để mà các con học những cái điều hay lẽ phải, chứ không phải một vị linh mục lại đi đem một cả một cái vấn đề của một đất nước mà hả đi đi đem đem cả một đất nước ra để mà rao bán cái kiểu như vậy cả. Cho nên tự do ngôn luận ở Việt Nam mình quá là tự do đi, trên họ họ sử dụng cái quyền tự do ngôn luận của Việt Nam mình, họ lợi dụng cái sự tự do quá thoái hóa đó để mà họ họ phát biểu những cái mà không có thuộc về đạo lý con người. Còn ở Mỹ nha, các anh chị, chúng nó ở đây chúng nó nói là các bạn sống ở Mỹ các bạn có quyền nói tất cả mọi thứ, xin thưa là không bao giờ có điều đó cả. Các bạn thử đứng trước mặt vị cảnh sát khi mà các bạn đi sai đường thôi, các bạn to mồm đi là các bạn sẽ biết được cái hậu quả gì đến với các bạn ngay. Chứ đừng có nói là ở Mỹ được đứng chửi cả tổng thống, được đứng chửi cả cảnh sát. Đó là cái sự tưởng tượng, sự ao ước của những kẻ đã bị chèn ép tại nước Mỹ, không thể nào thoát ra được, và chúng nó ao ước được làm những cái điều đó thôi. Chứ thực tế thì không bao giờ có cái chuyện đó, không bao giờ được những cái điều mà họ tự do thoái hóa như vậy cả. Mỗi quốc gia sẽ có mỗi cái luật pháp trị, có pháp trị nhất định để mà răn đe người dân, chứ không thôi quốc gia đó sẽ bị loạn làm sao các anh chị. Cho nên là những kẻ mà thành lập ra nào là nhân quyền Freedom House, nào là Việt Tân, nào là những cái đài mà chống phá đất nước Việt Nam mình rồi đó, những kẻ đó chúng nó chỉ là mục đích là để mà chống phá đất nước Việt Nam mình mà thôi. Các anh chị xem cái hình ảnh này, An Nhiên đã từng chia sẻ buổi phiên tòa của Mỹ đó, khi mà bị cáo phát biểu không đúng theo chuẩn mực thì cũng bị những
cảnh sát viên người ta dùng băng keo để mà khóa khóa mở lại. Nhân quyền của Mỹ đây này các anh chị. Đó. Có giống cái hình ảnh mà khi mà ông Linh Mục Nguyễn Văn Lý Linh Mục Nguyễn Văn Lý có giống cái hình ảnh đó hay không? Nhưng mà khi Linh Mục Nguyễn Văn Lý á, chúng ta không dùng băng keo, chúng ta không dùng cái gì cả. Và chúng ta chỉ muốn ông ta không được chửi đảng và nhà nước. Nếu ông ta nói chuyện phản biện một cách có chí lý, có chí tình thì sẽ không bao giờ bị. Nhưng ở Mỹ các anh chị nhìn đi, cái hình ảnh này có gì khác không? Nhưng mà chúng giấu dẹp những hình ảnh này. Chúng giấu dẹp những hình này tại vì sao? Tại vì chúng ở bên Mỹ, chúng sống bên Mỹ, chúng thấp cổ bé họng, chúng không bao giờ dám làm gì, kể cả một người dân thường Mỹ. Một người dân thường Mỹ đi ra đường chạm trán với họ. Đó, chạm trán với những người mà chế độ ngụy này. Đó, an nhiên đố cái người đó dám nói lớn tiếng với lại người dân Mỹ trắng ở bên này. An nhiên đố luôn á, đố cái người đó dám nói chả treo lại với lại cái người dân Mỹ trắng ở bên này. Hình ảnh này là hình ảnh gì các anh chị? Nhân quyền Mỹ mà như vậy nè, khóa mở bị cáo lại. Nhưng mà tại sao khóa mở lại? Tại vì khi một người phạm tội, họ phạm quá nhiều tội ở ngay ở ngay phiên tòa mà họ có những cái câu nói tục tiểu, câu nói phỉ báng vị phiên tòa, câu nói sai đạo lý, thì tất nhiên là sẽ không thể để cho họ nói tiếp tục nữa rồi, đúng không? Cái hình ảnh này có cái gì khác biệt với là cái hình ảnh của ông Linh Mục Nguyễn Văn Lý? Hình ảnh này nhìn nhìn á, rất là phản cảm hơn nữa kìa. Đó, các anh chị nhìn thấy đi. Trong khi cái thái độ của ông cha ông Linh Mục Nguyễn Văn Lý như thế nào? Đó. Cho nên chúng chỉ đem vài hình ảnh như vậy và chúng kích động những người mà trong cái hội nhóm của chúng kích kích động để mà làm những cái việc mà sai trái với đất nước Việt Nam mình mà thôi. Tổ chức Freedom House cũng vậy thôi các anh chị. Tổ chức Freedom House là một tổ chức chỉ là dựa trên nền tảng họ họ nói họ họ xâm phạm vô cái chính trị Việt Nam mình. Họ lấy cái mốc nhân quyền để mà họ lấy một cái cớ nào đó, một cái lý do nào đó để mà muốn đưa cái xu thế của Việt Nam mình thấp xuống thôi. Đó, chứ họ không có làm được những cái điều đó trên thực tế cả. Các anh chị biết là còn rất là nhiều vụ ở bên này. Khi mà va chạm rồi á thì mình mới biết được là bên Mỹ sẽ không có tự do ngôn luận. An Nhiên chia sẻ rất là nhiều về cái vấn đề này. Khi bạn sống tại một quốc gia một quốc gia nào đó trên thế giới mà không phải quốc gia đó không phải sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản mà là một cái sự lãnh đạo của một cái đảng của đa nguyên đa đảng đi, thì các bạn sẽ phải chấp nhận giữ một cái sự im lặng nhất định để mà các bạn yên ổn sống. Cho nên như các bạn không hiểu rõ cái tự do ngôn luận, phát biểu linh tinh không đúng lúc thì vạ sẽ vào thân mình. Vấn đề có hai vấn đề chúng ta nên rút ra, đó là chúng ta nên nhớ khi sống tại nước Mỹ cũng vậy, về tôn giáo và về chính trị chúng ta không nên tham gia vào đối với người dân của họ. Ở Mỹ có nhiều là một đất nước đa sắc tộc thì sẽ có rất là nhiều tôn giáo sống chung với nhau. Những người khác họ theo tôn giáo khác, có người thì theo đạo Tin Lành, có người thì theo đạo Phật, có người thì theo những cái đạo khác. Nhưng mà khi chúng ta ngồi chúng ta nói chuyện về về tôn giáo thì rất dễ bị va chạm. Các bạn qua Mỹ các bạn sẽ thấy được là người Mỹ
họ theo đạo Thiên Chúa giáo rất là nhiều đó, họ theo đạo Thiên Chúa giáo rất là nhiều, cho nên là khi chúng ta là một người của đạo Phật thì chúng ta cũng nên giữ một cái một cái đạo của mình riêng trong lòng mình, và chúng ta nên tránh va chạm với họ. Tại vì va chạm với họ thì không có lợi cho chúng ta, mà cái điều mà hại cho chúng ta rất là nhiều. Đó là về tôn giáo. Còn về chính trị thì ở bên này các bạn cũng biết rồi, đa nguyên đa các bạn các anh chị cũng biết, ở bên này đa nguyên đa đảng. Nếu như các bạn nói chuyện với một người đối diện mà họ không có thuộc về cái quan điểm chung của chúng ta thì rất dễ xảy ra những cái tranh cãi. Đôi khi họ khác quan điểm nhưng mà họ vẫn lắng nghe bạn nói, nhưng mà nếu như bạn nói sai thì họ tẩy chay bạn ngay, hoặc là có thể xảy ra những cái cuộc ẩu đả đáng tiếc nữa. Đó. Những người sống tại Mỹ họ chỉ giống như là gọi sao ta? Họ chỉ hiểu hiểu một tí xíu thôi, một hiểu một phần nào đó về tự do ngôn luận và tự do nhân quyền thôi. Nhưng mà họ không hiểu thấu đáo hơn. Họ không hiểu thấu đáo hơn cho nên là họ bị lầm tưởng là nước Mỹ có tự do ngôn luận, nước Mỹ có tự do nhân quyền. Nhưng mà các anh chị nhìn thấy sau những cuộc bầu cử đó thì các anh chị nhìn thấy cả hai bên quan điểm khác nhau, vì sao họ luôn cãi cọ nhau họ và xảy ra những cái xung đột rồi bắn giết nhau luôn. Tại sao? Tại vì người này không chấp nhận cái phát ngôn của người kia, và người kia không chấp nhận cái phát ngôn của người nọ. Họ không chấp nhận thì cái đó là đâu có gọi là tự do ngôn luận. Nếu như họ chấp nhận thì họ phải tôn trọng cái phát ngôn của người đối diện, đúng không các anh chị? Tự do ngôn luận là người ta nói chuyện như thế nào đó là quyền của người ta, mình cấm bất khả xâm phạm vào cái cuộc nói chuyện của người đó. Nhưng vì sao cái người này vẫn xâm phạm? Tại vì người ta không có chấp nhận, người ta thuộc một cái đảng phái khác và người ta phỉ báng cái đảng phái bên này, thì đương nhiên là sẽ xảy ra những cái vấn đề đáng tiếc rồi. Vậy thì cho ta thấy điều gì? Không phải là tự do ngôn luận, đúng không? Vậy thì họ có quyền gì họ chĩa mõ vào cái nhân quyền và tự do ngôn luận của Việt Nam đây, trong khi đất nước của họ là đất nước văn minh, một đất nước văn minh nhất thế giới. Nhưng mà khi bạn phát biểu bạn nói là bạn yêu Đảng Cộng sản Việt Nam đi chẳng hạn, bạn qua bên Mỹ bạn nói chuyện với lại một người Việt thôi, bạn nói là tôi thấy đất nước Việt Nam phát triển dưới cái sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam đi, tôi cá là bạn sẽ không bao giờ bạn sống yên với lại cộng đồng người Việt. Vậy thì tự do ngôn luận ở đâu, đúng không? An Nhiên phân tích điều này cả trăm cả ngàn lần, nhưng mà các bạn ngoài đấu trường á, các bạn cứ nghe những cái cô chú anh chị chống phá, các bạn không có chịu nghe những người mà đang sống tại nước Mỹ như An Nhiên. Các bạn hãy nhìn vào con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nó cũng không có cái quyền tự do ngôn luận của nó đâu có dám nói. Bây giờ nó chỉ có là gõ phím trên bàn thôi. An Nhiên dám cá nó đi ra ngoài ở ngoài chợ Hồng Kông á, là cái khu mà người Việt và người Tàu ở đó. An Nhiên dám cá nó đi ra ngoài đó và nó phát biểu linh tinh đi. Bảo đảm là nó không thoát khỏi trong cái khu đó đâu, không có đường đi về nhà luôn. An Nhiên là một điển hình. Các bạn hãy nhìn vào vì sao An Nhiên không có lộ diện, vì sao An Nhiên không dám ra mặt nói chuyện. Mà trong khi An Nhiên sống ở Mỹ 20 năm, An Nhiên sống ở Mỹ tính ra gần 21 năm. Tại vì họ không cho An Nhiên cái quyền tự do ngôn luận. Họ hỏi An Nhiên là cháu thấy Việt Nam như thế nào? An Nhiên trả lời dưới cái sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam thì bây giờ đất nước của chúng ta phát triển. Cháu thấy là con đường của những cái đường xá của Việt Nam họ không 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 còn là đường đất nữa mà là đường nhựa. Thì khi An Nhiên phát biểu như vậy, họ chửi An Nhiên. Đừng nghe những gì cộng sản làm, cộng sản nói cái này cái kia. Thế lúc đó là họ lại đem Đảng Cộng sản ra, họ chửi lãnh đạo, lãnh tụ, họ chửi tùm lum hết.
Vậy thì họ đâu cho an nhiên cái quyền tự do ngôn luận đâu các anh chị. Họ hỏi mình thật thà mình trả lời mà đúng không? Rồi họ hỏi mình là ăn Tết Việt Nam vui không? Thì mình nói ừ về Việt Nam ăn Tết bà con sum vầy rất là vui. Thế là họ nói đâu đó cũng có người này người kia cái gì người khổ khắp nơi gì đó. Rồi cháu đừng có cái tư tưởng cộng sản như vậy. Rồi thế là chửi mình là cái con cộng sản. Vậy thì mình đâu có cái quyền tự do ngôn luận đâu các anh chị. Mình nói chuyện mình phải chê bai Việt Nam thì họ mới chấp nhận. Vậy thì có tự do ngôn luận hay không? Chính người Việt của mình sống tại Mỹ mà đối với cộng đồng người Việt mình còn không có được quyền tự do ngôn luận nữa. Vậy thì làm sao mà đối với lại người Mỹ trắng mình lại có quyền mà hả vô pháp vô thiên với lại họ đúng không? Đó. An nhiên mong các bạn ngoài đấu trường ngồi ngẫm nghĩ. Ok, các bạn mà đã nghe theo lời những người vô tham gia mạng xã hội, những người mà chống phá đất nước mình á, những người đó mị dân, những người đó nói về tự do ngôn luận, tự do nhân quyền á, hãy nhìn vào tôi, hãy nhìn vào tôi, hãy nghe tôi phân tích và suy ngẫm. Còn các bạn ở Việt Nam, các bạn ra ngoài quán cà phê, các bạn chém gió đủ thứ, các bạn được nói đủ thứ cả, các bạn có quyền nói các bạn yêu thích tôn giáo này, các bạn nói các bạn yêu Chúa, các bạn yêu 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 cha nhà thờ hay như thế nào đó, các bạn nói thoải mái và không ai nói gì các bạn cả. Nhưng ở bên này các bạn nói sai một cái thôi là các bạn sẽ bị giằng cổ, bị khóa mỏ ngay. Vậy thì có tự do ngôn luận hay không? Các bạn qua bên này các bạn uống cà phê, các bạn vô một quán cà phê các bạn không thể nào ăn nói lớn tiếng giống như ở Việt Nam luôn. Đó, các bạn ở Việt Nam các bạn đang sống tự do thoải mái đúng không? Các bạn qua bên này cho một cái quán cà phê khung cảnh rất là yên tĩnh, các bạn cũng không thể nào nói lớn tiếng được, các bạn không thể nào nói chuyện phone trong cái quán cà phê như vậy được. Đó là người ta nói là văn minh nhưng mà thật ra trong đâu đó nó vẫn có được cái sự mà cho chúng ta thấy là tự do không có nhiều cái sự tự do lắm đúng không? Cho nên nếu như các bạn đã sống ở Việt Nam với cái sự tự do quá thoái hóa như vậy rồi mà các bạn nghe những người ở bên này nói bên Mỹ nhân quyền hơn, tự do ngôn luận hơn thì các bạn sẽ bị vấp phải những sai lầm khi các bạn chống phá đất nước Việt Nam xong và các bạn đi qua bên nước ngoài. Các bạn sẽ bị một cái cơn sốc mà không thể nào mà các bạn lùi bước lại được, các bạn quay về lại được. Tại vì sao? Tại vì các bạn đã lỡ làm những việc sai trái với đất nước rồi thì cái sự mặc cảm trong lòng các bạn nó sẽ thay đổi luôn cả cuộc đời của các bạn luôn, nó thay đổi tương lai, nó thay đổi luôn cả cuộc đời của các bạn và nó thay đổi luôn những cái thế hệ con cháu của các bạn sau này. Các bạn sẽ không còn một cái cảm giác nào khi về lại quê hương đất nước giống như thuở còn thơ ấu cả. Tại vì khi chúng ta đã làm sai rồi thì các bạn sẽ không còn được những tháng ngày mà vô tư nữa. Giống như bây giờ Nhiên dám cá luôn, con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đó, nó mà đi về Việt Nam đi, nó sẽ không còn một cái sự vô tư giống như ngày xưa nó ở Việt Nam nữa, và con cái nó cũng thế thôi. Con cái nó qua đây chứng kiến quá nhiều cái sự áp bức của cộng đồng người Việt bên này, nó không giống như là một bức tranh màu hồng mà họ đã tô trước khi gia đình tụi nó qua Mỹ. Những gia đình khác không tham gia chính trị, không tham gia mạng xã hội, họ đi qua Mỹ theo con đường chân chính, con cái của họ lúc nào cũng yêu quê hương tổ quốc và con cái của họ lúc nào cũng thích được về Việt Nam cả. Giống như Nhiên có những đứa bạn mỗi năm hè nó lại đòi về lại Việt Nam sống với lại ông bà ngoại. Tại vì sao? Tại vì á họ là những người Việt Nam chân chính đúng không? Ở trên nước Mỹ còn rất là nhiều người Việt Nam, người họ sống làm việc rồi kiếm tiền để đi về Việt Nam, họ yêu quê hương tổ quốc bằng cách như vậy, xây dựng tương lai của mình rồi dùng tiền đi về Việt Nam thăm người thân, ăn Tết với lại Việt Nam, ăn Tết với người thân lối xóm bà con. Các bạn sống như vậy đi, các bạn sẽ thấy cái cuộc sống nó ý nghĩa.
Còn các bạn nghe những người bên này nói về nhân quyền, nói về tự do ngôn luận thì các bạn sẽ bị lệch và tương lai của các bạn thay đổi, tư tưởng của các bạn thay đổi, cuộc đời của các bạn cũng thay đổi theo. Các bạn thấy không? Luật sư Nguyễn Văn Đài ở Việt Nam là một luật sư đúng không? Anh Nhiên chào lại tất cả các anh chị em nha. Nhưng khi ông ta qua nước ngoài, ông ta có làm được cái chức vị luật sư giống như ở Việt Nam không các anh chị? Cho đến bây giờ hắn ta vẫn còn gọi là tư tưởng chống phá càng lúc càng nặng. Cái đó gọi là ngáo mạn. Cái đó nếu như mà mình phân tích theo tâm lý học đi thì ông ta đã bị một cái cú sốc nhiều, giống như bà Kim Thành vậy đó, giống như bà Bùi Kim Thành đó các anh chị. Ở Việt Nam được ăn học thành tài, được làm luật sư, và những cái khay cải ở Việt Nam tuy là so với tiền đô nó không có nhiều, nhưng so với đời sống Việt Nam đó là một cuộc sống rất là viên mãn nha các anh chị. Bước ra đường được người này gọi bà luật sư, ông luật sư, rất là hãnh diện và làm rạng rỡ tổ tông rất là nhiều. Nhưng chỉ vì lòng tham và không giữ được cái tư tưởng vững, cho nên bị những kẻ chính trị này vào len lỏi kích động. Các anh chị thấy nó sẽ đưa ra cái bánh vẽ như thế nào? Cái bánh vẽ là các bà các ông đi qua bên Mỹ làm chức vị luật sư, cãi một vụ án sẽ có triệu đô, sẽ sống cái cuộc sống sung túc nhà lầu xe hơi. Nhưng mà nó không bao giờ nó giải thích cho các cô chú anh chị luật sư đó biết được là khi anh chị qua bên Mỹ, anh chị phải học lại ESL, anh chị phải học lại tiếng Anh, giỏi tiếng Anh, nói tiếng Anh như gió giống như người Mỹ á, thì các anh chị phải học lại cái bộ luật tố tụng hình sự của Mỹ, chứ không thể nào dùng cái bộ luật tố tụng hình sự của Việt Nam để mà đi cãi cho phạm nhân tội nhân của ở nước Mỹ cả. Nó không bao giờ nó không bao giờ mà nó vẽ cái bánh vẽ mà thực tế như vậy cho các ông các bà ở Việt Nam giống như vậy. Nó chỉ nói là ở Việt Nam sống chế độ cộng sản rồi, làm luật sư không có tiền, qua Mỹ đi cãi một vụ án có 100.000 đô, có triệu đô, sống sung túc. Bởi vậy bà Kim Thành nghe theo cái bánh vẽ đó, ông Bùi Bùi Tín đó nghe theo cái bánh vẽ đó. Đó, kêu là làm nhà báo Việt Nam không có tiền, đi qua nước ngoài làm nhà báo có tiền, giàu có, đi nhà lầu xe hơi. Kết quả sao các anh chị? Kết quả ông Bùi Tín chết tại nơi xứ người. Ngày ngày giây phút cuối cùng ông ta nói điều gì? Ông ta muốn thân xác được chôn tại đất mẹ đó. Rồi bây giờ bà Kim Thành qua đây làm cái gì các anh chị? Có làm được luật sư để cãi được những cái vụ án bên Mỹ hay không, hay là qua lượm lon? Còn thằng Nguyễn Văn Đài, luật sư Nguyễn Văn Đài bây giờ làm cái gì các anh chị? Ngồi tại nhà gõ phím và làm YouTube để kiếm tiền. Hậu quả của những kẻ mà đi sai với lại đạo đức thuần túy, thuần phong thuần mỹ tục của Việt Nam mình là như vậy đó. Học thành tài rồi đi ra làm những cái công việc đó, vậy thì ngày xưa đừng có học, tốn cơm tốn gạo của cha của mẹ. Cha mẹ sanh mình ra đã mang nặng đẻ đau, cha mẹ nuôi mình ăn học thành tài, đi họ lao động cực khổ, họ đổ mồ hôi để nuôi mình ăn học thành tài, thành luật sư, thành bác sĩ. Mà bây giờ đi qua Mỹ lượm lon, đi qua nước ngoài là cào phím làm YouTuber, có phải là làm phật lòng cha mẹ không, làm buồn lòng cha mẹ không? Đứa con bất hiếu nhi thằng Nguyễn Văn Đài, thằng luật sư Nguyễn Văn Đài vô đây nghe chị An Nhiên, vô đây nghe An Nhiên dạy cách làm người đó nè. Đó, bao nhiêu năm học, 12 năm ở mái trường học, rồi học ra luật sư bao nhiêu năm, rồi còn phải học xong cái bằng thạc sĩ tiến sĩ nữa, rồi trải qua bao nhiêu cực khổ mới làm được luật sư, mới cứ kiếm tiền để làm rạng danh tổ tông. Bây giờ mày đi qua bên nước ngoài, mày chống phá đất nước Việt Nam, mày qua nước ngoài mày có làm được luật sư hay không? Đó, có làm được chức vị luật sư để làm rạng rỡ tổ tông hay không?
hay là qua bên này lại đi lên trên mạng cào phím rồi lại á hả, làm YouTube kiếm tiền đó. Mai một đi á, bao nhiêu năm đèn sách. Các anh chị cô chú hãy biết thương song thân của mình, các em thế hệ trẻ của chúng ta cũng vậy, chúng ta hãy biết thương cha mẹ mình đó, cho mình ăn học thành tài tại Việt Nam để làm gì, để hữu ích cho bản thân, hữu ích cho xã hội, để bước ra đường ngạo nghễ. Các bạn, các anh chị, các cô chú có thể đi nước ngoài, tôi không bao giờ mà cấm mà ngăn cản cái con đường tương lai, nhưng đừng làm việc gì sai trái với đất nước. Tôi đã từng khuyên như vậy. Đi qua bên nước ngoài là phải học. Các bạn muốn muốn công việc của mình trôi chảy, các bạn phải có học, mà học là phải có tiền đó. Học muốn đi học thành tài là phải có tiền, mà tiền là phải nhiều nha, chứ không phải ít. Một năm học ở bên Mỹ là phải có trong tay giá chót 4 đến 50 ngàn đô. Để làm gì? Để mình đóng tiền học, để mình có thời gian mình chú tâm vô việc học đó. Mình phải học trau dồi cái ngôn ngữ của nước Mỹ trước, phải biết tiếng Anh thì mới làm được luật sư nha các anh chị, chứ không phải là làm luật sư là đi cãi bằng tiếng Việt nha các anh chị. Các anh chị nhìn vào Nguyễn Cao Kỳ Duyên sanh ra lớn lên tại Mỹ đó, rồi cũng làm luật sư đó, có cái phiên tòa lớn nào mà Nguyễn Cao Kỳ Duyên được tham gia hay chưa? Chưa bao giờ có, đúng không? Và chúng ta nhìn thấy tất cả các phiên tòa tại Mỹ, hiếm khi nào chúng ta thấy được một người luật sư người Việt Nam cả. Tại vì có cái vấn đề gì, có những vụ án gì là họ tìm đến luật sư của người Mỹ, chứ họ không tìm luật sư Việt Nam, đúng không? Bây giờ những người qua bên Mỹ, các anh chị cô chú qua Mỹ nè, các anh chị xảy ra cái việc ẩu đả gì, các anh chị cũng tìm luật sư của người Mỹ. Luật sư Việt Nam á, họ tư vấn thôi, họ tư vấn thôi, chứ họ không có giải quyết được nhiều, đúng không? Đó, đó là một trong một cái lý do. Và lý do khác nữa, khi các anh chị cô chú ở đây, An Nhiên nhắc 1 triệu lần rồi, là phải học đó. Cái luật tố tụng hình sự ở Việt Nam không thể nào áp dụng cho luật tố tụng hình sự của Mỹ được, mỗi quốc gia có một pháp trị khác nhau. Và cái bằng bác sĩ của Việt Nam cũng vậy nữa đó, bằng bác sĩ Việt Nam không thể nào qua đây để mà sử dụng được. Cái phải biết giỏi tiếng Anh, không phải biết giỏi tiếng Anh. Cái người làm bác sĩ ở Việt Nam á, đó, vị bác sĩ đó phải nên học tiếng Anh thật là giỏi thì qua Mỹ, nó qua Mỹ hoặc May á, có thể làm trợ tá hay là làm cái gì đó cho bác sĩ bên Mỹ, đúng không? Cho nên á, các vị á, tâm các vị không có được sáng thì các vị nhìn tất cả mọi thứ đều tối cả. Những tiêu cực ở Việt Nam không bằng một góc tiêu cực ở Mỹ. Ở Việt Nam dù sao đi nữa, tiếng mẹ đẻ của mình vẫn có thể thoải mái hơn. Dù sao đi nữa thì ở Việt Nam các bạn cũng không thể không có bị gò bó nhiều về, thứ nhất là đi đứng ăn nói tất cả mọi thứ. Các bạn qua Mỹ, các bạn bạn bắt buộc phải hòa nhập vào cái cuộc sống ở bên này, các bạn phải sống cái cuộc sống gọi là biết 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 thủ thừa bản thân của mình, biết thân phận của mình, thì các bạn mới có thể sống được. Các bạn không sống nổi trong cộng đồng người Việt tại Mỹ đâu, nghe An Nhiên đi. Các bạn sống trong cộng đồng người Việt của Mỹ, các bạn phải đi theo họ cầm cờ quơ 3 4 lần trong 1 tuần đó. Các bạn có đủ thời gian để đi theo họ cầm cờ qua bốn quơ 3 4 lần biểu tình hay không, làm những việc vớ va vớ vẩn đó hay không, trong khi bill nhà, bill xe, bill bill điện thoại, bill đủ thứ chồng chất. Các bạn đi theo cầm cờ là các bạn mất hết nửa ngày rồi,
Đó, nửa ngày còn lại các bạn làm, các bạn đủ trả bill hay không? Sống ở bên này là cuộc sống phải lao động, phải đi làm, phải tập trung kiếm tiền, trả bill, trả những khoản nợ. Đó, chứ không phải là cuộc sống các bạn qua bên này rồi là các bạn nghĩ là các bạn bình yên, đúng không? Các bạn ngồi không, các bạn được hưởng tiền chính phủ, không bao giờ có chuyện đó. Nhiên đã nói rồi, những thứ cho miễn phí là những thứ sắp hết hạn, đúng không? Nhân quyền của Mỹ, nhân quyền của Mỹ, các bạn so sánh ở Việt Nam với lại Mỹ, các bạn chưa nhìn thấy những cái thực tế bên ngoài của Mỹ nó còn nhiều cái khủng khiếp hơn là hả các bạn coi trên phim ảnh nữa. Nhà